Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của huyền bí hay thần bí. Nó có nghĩa là một nhà huyền môn phải không? Một người tuyên bố đạt được hoặc tin vào khả năng đạt được, thấu hiểu những bí ẩn vượt qua tri thức thông thường của con người bằng cách giao tiếp trực tiếp với thần thánh hoặc trực tiếp ngay lập tức trong trạng thái xuất thần. Điều gì làm cho một người bí ẩn để đủ điều kiện là một nhà huyền môn, như một người đã có một trải nghiệm thần bí hoặc một loạt các trải nghiệm huyền bí? Điều đó thực sự có nghĩa là cho phép bản thân buông bỏ danh tính của mình và chỉ tồn tại. Một huyền bí là một người nào đó, là những người có một kinh nghiệm sự hiệp nhất với The One. And The One có thể là Thiên Chúa, nó có thể là mẹ trái đất, và nó có thể là vũ trụ. Một nhà huyền môn tâm linh là gì? Thần bí là một phần đặc biệt tập trung của tâm linh. Các nhà thần bí là một những nhà mục đích và tin tưởng vào việc đạt được công đoàn như vậy. Trong hình thức tinh thần cổ điển của nó là một hành trình anh hùng và những nỗ lực dũng cảm được yêu cầu để đi theo con đường. Một nhà huyền môn thời đại là gì? Modern Day Myth là một biên niên sử về cuộc sống của ta, về những khải tượng, những trải nghiệm ngoài cơ thể, những cuộc viếng thăm của ma và linh hồn, những thí nghiệm tâm linh và những giấc mơ tiên tri trở thành sự thật. Làm thế nào để bạn biết nếu bạn là một nhà huyền môn? Chúng số và khả năng mở rộng đến mức vượt qua ra khỏi cái tôi nhỏ bé và bảo vệ thông thường, và chúng thường can đảm khác thường trong phạm vi rộng lớn và đôi khi đau đớn trải dài của một bản ngã. Họ tìm thấy những cơ hội đạo đức đặc biệt đối với họ. Bất cứ ai cũng có thể là một nhà huyền môn bình thường. Sức mạnh thần bí là gì? Những điều huyền bí là ma thuật hoặc bí ẩn, có thể phải làm với siêu nhiên hoặc huyền bí. Pháp sư cố gắng khiến khán giả tin rằng họ có sức mạnh thần bí. Những điều huyền bí không có thật, nhưng trong một câu chuyện hoặc hành động ma thuật, họ có thể vui vẻ tưởng tượng. Các nhà huyền môn và tin vào Chúa không? Trong thời đại hiện đại, chủ nghĩa thần bí đã được một định nghĩa hạn chế với các ứng dụng rộng rãi, có nghĩa là mục đích của sự kết hợp với tuyệt đối, vô hạn hoặc Thiên Chúa. Định nghĩa hạn chế này được áp dụng cho một loạt các truyền thống và thực hành tôn giáo, coi kinh nghiệm thần bí là một yếu tố chính của chủ nghĩa thần bí. Một bí ẩn trong Kinh Thánh là gì? Thần bí Kitô giáo đề cập đến các thực hành về lý thuyết truyền huyền bí trong Kitô giáo. Họ nằm trong khoảng từ tầm nhìn ngây ngất của linh hồn huyền bí hiệp nhất với Thiên Chúa. Con người đạt được những phẩm chất của Thiên Chúa. Orthodox thần học để chiêm niệm cầu nguyện đơn giản của Thánh Kinh. Nhà huyền môn Công giáo là gì? Thần bí Kitô giáo đề cập đến các thực hành về lý thuyết huyền bí trong Kitô giáo. Thần bí không phải là một học thuyết như một phương pháp tư tưởng. Nó thường được kết nối với thần học thần bí, đặc biệt là Công giáo La Mã và Cơ đốc giáo chính thống, cả truyền thống chính thống giáo phương Đông và chính thống phương Đông. Các đặc biệt của kinh nghiệm thần bí là gì? Các trạng thái huyền bí có thẩm quyền đối với cá nhân có kinh nghiệm. Các quốc gia huyền bí không có thẩm quyền đối với những cá nhân như có kinh nghiệm như vậy. Các trạng thái huyền bí phá vỡ thẩm quyền của ý thức thông thường và tri thức giác quan. Nhưng nhà nước như vậy đưa ra những giải thuyết mà người khác có thể bỏ qua. Cảm giác thần bí là gì? Đó là một cảm giác của một sự thống nhất bao gồm tất cả và cuối cùng quan tâm đến chúng ta. Và đó là một cảm giác của tình yêu, niềm vui và an tâm. Do đó cảm giác thần bí hình thành và hạn chế không gian của các khả năng, và chúng bao gồm một ý nghĩa thay đổi và ý nghĩa của nó là có thật. Do đó chúng có thể được phân loại là cảm giác hiện sinh. Một kinh nghiệm tôn giáo huyền bí là gì? Một kinh nghiệm tôn giáo đôi khi được gọi là kinh nghiệm thiêng liêng.
thiêng liêng kinh nghiệm hoặc kinh nghiệm thần bí là một chủ kinh nghiệm có được giải thích trong một tôn giáo khuôn khổ. Khái niệm này bắt nguồn từ thế kỷ 19 như một sự bảo vệ chống lại chủ nghĩa duy lý ngày càng phát triển của xã hội phương Tây. Có phải thần bí là cốt lõi của kinh nghiệm tôn giáo không? Kinh nghiệm tôn giáo cũng được phân biệt với kinh nghiệm huyền bí, mặc dù rõ ràng là một mối liên hệ chặt chẽ giữa hai người. Và những trải nghiệm huyền bí là những trải nghiệm tôn giáo, nhưng không phải tất cả các trải nghiệm tôn giáo đều đủ điều kiện là huyền bí. Từ chủ nghĩa thần bí đã được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.